Hello mọi người nha. Thì hôm nay Như sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái dòng xe giá bình dân ha, giá rẻ cho mọi người luôn. Đó là cái dòng xe số của Yamaha nha mọi người, con Sirius ha. Thì đối với cái dòng này á, nó sẽ phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên nè. Các bạn nào đang muốn mua một chiếc xe ha, giá tầm trung để đi học hay là đi làm thêm gì đó thì nên tham khảo em này ha mọi người. Bởi vì dòng này á, mọi người chỉ cần đưa trước cho em Như 3 triệu thôi là lấy xe về nha, trong tích tắc luôn ha. Thì đối với dòng này á, ở bên em Như sẽ có nhiều phiên bản, giống như là phiên bản căm nè, rồi phiên bản mâm nè. Thì cái con mà em Như đang quay ở đây ha mọi người, đó là một cái bản mâm đĩa ha. Đây, con này thì nó đã được lên màu rồi nha mọi người. Nó đã được lên màu 3D ha, phối trắng xanh nè. Ngoài những cái màu này ra và ngoài những cái màu zin của chính hãng ra á, thì bên em Như sẽ có rất là nhiều màu để cho khách tham khảo luôn ha. Thì mọi người đang có quan tâm về cái dòng xe này thì cứ liên hệ trực tiếp với em Như với số điện thoại ở bên dưới nha, để được em Như hỗ trợ và tư vấn tận tình ha mọi người. Thủ tục thì cực kỳ đơn giản luôn, chỉ cần căn cước công dân thôi là đã có thể lên hồ sơ rồi. Đủ 18 tuổi thì bên em Như đã lên hồ sơ cho mình luôn ha. Thì bạn nào đang muốn mua một cái chiếc xe đi học ha, vừa tầm với mình thì hãy mạnh dạn liên hệ với em Như với số điện thoại bên dưới. Và đặc biệt khi qua có liên hệ trước với Hạ Như, em sẽ hỗ trợ giảm cho mình từ 500 cho tới 1 triệu đồng nha, khi mà mình qua có liên hệ trước với Hạ Như nha mọi người. Cửa hàng ở em Như thì ở 961 Nguyễn Ánh Thủ, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Thì mọi người đang có quan tâm dòng xe này cứ nhắn cho em ha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.